Thưa quý vị, những ngày gần đây, Đà Nẵng nói riêng và miền Trung Tây Nguyên nói chung, thời tiết nắng nóng cục bộ làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương. Nhằm giảm thiểu và hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã và đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và triển khai các phương án phòng cháy rừng, ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại các xã có rừng thuộc huyện Hòa Vang. Tại khu vực núi Sọ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, một trong những điểm thường xuyên xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, ông Nguyễn Duẩn, thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, người có 20 hectare rừng tại tiểu khu 41 đang trồng keo bạc hà, cho biết trước tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ông cũng như các hộ có rừng trồng tại khu vực núi Sọ thường xuyên được chính quyền địa phương và hạt kiểm lâm Hòa Vang nhắc nhở, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Riêng gia đình ông huy động 6 thành viên thường xuyên túc trực cùng với dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng trong lán trại nhằm khi có sự cố cháy rừng là xử lý. Thằng tôi thì như vậy là chủ rừng, tôi là được là địa phương luôn luôn nhắc nhở. Đã ký công cách với là hạt kiểm lâm Hòa Vang rồi, đầy đủ, có thủ tục. Kể cả tôi, con cháu, tôi tổ chức là cái tổ phòng cháy chữa cháy rừng của gia đình tôi riêng nữa. Chứ không phải là của nội cái chỗ mà cái phòng cháy chữa cháy rừng của thôn đâu. Hôm nay tôi có cái tổ phòng cháy chữa cháy rừng cá nhân về vấn đề của gia đình chúng tôi. Hạt kiểm lâm Hòa Vang cho biết, để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu năm, hạt đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã có rừng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, bên cạnh kiện toàn ban chỉ đạo, chỉnh lý bổ sung phương án phòng chống cháy rừng, phối hợp với chính quyền các xã thành lập mỗi địa phương từ 1 đến 2 tổ cảnh giới. Tổ này thường xuyên túc trực bên bìa rừng, những khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng như đốt thực bì, du khách vào rừng tham quan dã ngoại, đốt lửa cắm trại, cấp báo đến các đội phản ứng nhanh khi có sự cố cháy, không để cháy lan, cháy lớn. Anh em chúng tôi thường xuyên là phân công nhau để đến những cái nơi chốt chặn, những cái nơi mà có nguy cơ xảy ra cháy. Và trong khi mà chuẩn bị cái công tác mà kiểm tra rừng, nếu có phát hiện những vấn đề cháy xảy ra thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, hạt kiểm lâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy cho người dân, thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, cảnh báo cháy rừng trên loa truyền thanh các xã. Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thường xuyên nhắc nhở các chủ rừng nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, Hòa Vang có đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng gồm 10 thành viên là những người có kinh nghiệm trong công tác chữa cháy, thường xuyên có mặt ở vị trí xung yếu, các đường mòn vào rừng, phát quang các khu vực dễ phát lửa, đồng thời vận động 100% các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực ven rừng ký cam kết thực hiện tốt các quy định trong công tác bảo vệ rừng, củng cố 8 đội xung kích các xã gồm 42 tổ với hơn 500 người tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Đối với tất cả các chủ rừng, một quy định trong cái thời gian mà cho xử lý thực bì thì phải được xin phép. Nếu không được xin phép thì xử lý rất là nghiêm. Cái thứ hai nữa là xử lý thực bì phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, đúng đường băng cản lửa, có lực lượng ứng cứu, có phương tiện để mà khi có cháy xảy ra là chúng tôi là mới cho kiểm lâm địa bàn, mới tham mưu chính quyền địa phương mới cho xử lý. Còn nếu không thì chúng tôi cương quyết xử lý là triệt để. Thì nhờ cái vấn đề cương quyết như vậy mà trong những năm vừa qua là chúng tôi là riêng trên cái địa bàn Hòa Vang là cái việc cháy rừng rất là hạn chế, ý thức người dân rất là cao.